trận đấu được diễn ra giữa hai đội Lào Cai và Hải Phòng. Ngày hôm nay thì đội Lào Cai ra sân trong trang phục màu trắng. Vâng, và như vậy là trận đấu đã được bắt đầu. Tình huống tấn công đầu tiên. Lào Cai đã đoạt được bóng. Cơ hội để họ có thể đáp trả. Vẫn chưa có điểm. Như vậy là đã có điểm số đầu tiên dành cho đội Lào Cai. Vừa rồi thì trọng tài đã bắt lỗi cầu thủ bên phía Hải Phòng. Cú ném chính xác. Những điểm số đầu tiên dành cho đội Lào Cai. Nhưng cú ném tiếp theo thì lại không thành công. Tình huống ném xả. Mang lại nhiều hiệu quả. Phạt công cho Lào Cai. Hai điểm nữa. Và vừa rồi là tình huống mà Trần Tiến Dũng đã mang về sự vui mừng cho các vận động viên đến từ Lào Cai. Cú ném chính xác. Khá hay. Cơ hội. Điểm dành cho Lào Cai. Hai điểm tiếp theo. Các cầu thủ áo trắng đã nâng điểm số lên 7-5. Cơ hội đáp trả. Rất nhẹ nhàng. Tình huống phối hợp tương đối đơn giản. Tình huống lên bóng tiếp theo. Cú ném từ rất xa. Và đó là cú ném 3 điểm. Cú ném 3 điểm vừa rồi đến từ Văn Khang. 3 điểm để có thể vươn lên với một cách biệt tốt hơn. Ngay lập tức sau đó là tình huống đáp trả. Tiến Dũng. Và dứt điểm không thành công của Minh Hiếu. Vẫn là Minh Hiếu. Cú ném tiếp theo của Minh Hiếu đã mang lại điểm số cho Lào Cai. Không trúng đích của Tý Đức. Và sau đó là tình huống đáp trả. Hải Phòng đã vươn lên dẫn điểm. Và bây giờ sẽ là cơ hội cho Lào Cai. Tình huống ghi điểm rất tốt. Vẫn đang là Trọng Thành. Tình huống phối hợp. Và đó là điểm số dành cho Hải Phòng. 16-15. Tình huống phản công. Văn Khang. Văn Khang. Đó là cú ném rất tốt của Văn Khang. Thành Long. Văn Khang. Cú ném tốt của Văn Khang. Văn Khang đang chơi cực kỳ ấn tượng ở trong trận đấu này. Đang là Văn Khang. Tình huống phản công. Điểm số tiếp theo dành cho Lào Cai. 23-16. Cơ hội. Vẫn đang là cơ hội cho các cầu thủ Hải Phòng. Họ đã có được 2 điểm tiếp theo. 18-23. Cơ hội để phản công. Tín Đức. Và đó là tình huống dứt điểm chính xác của Tín Đức. Cách biệt đã được nới rộng lên 6 điểm. Và đó là tình huống mà Minh Hiếu đã đáp trả một cách cực kỳ ấn tượng. Do vậy trong trận đấu này họ sẽ phải phân phối sức lực một cách tốt nhất. Như vậy là điểm thuộc về Lào Cai. Vậy là Tín Đức đã mang về điểm số tiếp theo cho Lào Cai. Hữu Thành. Cơ hội. Cú ném của Đức Bình. Và đó là cú ném chính xác. Cú ném chính xác của Đức Bình. Cú ném 3 điểm của Đức Bình. Tình huống mà các cầu thủ bên phía Lào Cai đã không có được sự phòng ngự một cách tốt nhất. Hải Phòng ở trong hiệp đấu thứ 3 này đang tạo ra rất nhiều áp lực. Và vừa rồi là cú ném chính xác. Lào Cai đang phải tập trung rất nhiều cho việc phòng ngự. Cơ hội. Đó là cú ném chuẩn xác của đội trưởng Lê Hoàng Việt. Cách biệt 2 điểm dành cho Hải Phòng. Tình huống mất bóng rất nguy hiểm của Văn Khang. Cơ hội cho Hải Phòng. Cơ hội tiếp theo.
34-30. Đó là tình huống ghi điểm của Minh Hiếu. Cơ hội tấn công cho Lào Cai. Đức Huy. Đức Huy. Cú ném chính xác của cầu thủ mã số 35. Và bây giờ là tình huống đáp trả. Và đỡ bóng cùng với đó là tình huống phối hợp không tốt. Cơ hội cho Lào Cai. Và đó là tình huống xử lý quá hay. Cân bằng. Điểm số 34-34. Tình huống đáp trả. Tình huống đáp trả vừa rồi là của Sơn Tùng. Nhưng vẫn đang là cơ hội dành cho các cầu thủ Lào Cai. Rất hay. Và người ghi điểm là Tiến Dũng. Vừa rồi là cú ném tiếp theo thành công của Sơn Tùng. Rất bất ngờ. Pha phản công Tiến Dũng. Cơ hội. Và đó là tình huống ghi điểm dành cho các cầu thủ Lào Cai. Cơ hội. Như vậy trọng tài xác định đã có điểm dành cho Lào Cai. Cách biệt đã được san bằng. Tình huống xử lý rất tốt của Nguyên Hoàng. Minh Hiếu. Rất hiệu quả với cú ném vừa rồi. Quá tốt. Thứ nhất và thứ hai họ đều giành chiến thắng. Bây giờ thì ba cũng vậy. Cú ném từ rất xa. Vẫn còn. Cơ hội. Và hai điểm tiếp theo cho Lào Cai. Vâng thưa quý vị, chúng ta được theo dõi những diễn biến ở trong hiệp đấu thứ tư, hiệp đấu quyết định. Nhưng bây giờ thì Lào Cai bắt đầu đã có được nhịp chơi tốt hơn. Điểm số tiếp theo dành cho Lào Cai. Cơ hội để có thể mang về điểm số rút ngắn dành cho Hải Phòng. Và vừa rồi là cú lên rổ chính xác. Hiệp đấu thứ tư này thì cả hai đội sẽ phải có nhiều chiến thuật và ý đồ khác nhau. Hai điểm nữa dành cho Hải Phòng. Mất bóng rất đáng tiếc và không có cơ hội để phòng thủ nữa rồi. 49-48, Hải Phòng đã có được những điểm số liên tiếp ở trong hiệp đấu thứ tư này. Và bây giờ họ đang dẫn ngược trước các cầu thủ Lào Cai. Vừa rồi là tình huống lên bóng và sau đó ghi điểm. Sau lễ khai mạc sẽ là trận đấu của Hà Nội và Hải Dương. Bây giờ sẽ là tình huống ném phạt tiếp theo. Không được. Cơ hội. Và sau đó là tình huống mà Nguyên Hoàng. Cú ném rất tốt của Nguyên Hoàng. Và vừa rồi như vậy là sẽ có hai quả ném phạt dành cho đội Lào Cai. Cơ hội đến với Tín Đức. Cú ném chính xác của Tín Đức. Và điểm số được nâng lên 57-53. Cơ hội giành thắng lợi chung cuộc cho Lào Cai trong trận đấu này đã được trở nên rõ rệt hơn. Cú ném phạt tiếp theo. Không được. Vẫn là Tín Đức. Và sau đó là hai điểm dành cho Lào Cai. Tín Đức đã chơi quá hay. 59-53, cách biệt 6 điểm. Và bây giờ thì chiến thắng đã trở nên rất gần rồi. Cơ hội để có thể nâng điểm số lên 60 dành cho Lào Cai. Minh Hiếu. 60-53, cách biệt 7 điểm. Và bây giờ thì rất khó dành cho Hải Phòng rồi. Như vậy là chiến thắng đã thuộc về các cầu thủ bên phía Lào Cai. Chiến thắng xứng đáng dành cho các cầu thủ Lào Cai trong ngày hôm nay. Họ chơi rất hay, đặc biệt là ở trong hiệp đấu thứ tư.